Rồi, hello anh em nha. Hôm nay thì Từ Siêu sẽ quay những chiếc xà lan khủng ha. Không biết chở cái gì đây, chiếc xà lan này nè. Nó đang chạy tới nha. Chiếc này biết chở mấy... Chiếc này có chở 2.000 tấn không ta? Nó chở cái gì trời? Bồn cơ. Công ha, thì từ từ của các bạn. Các bạn nào biết chở cái gì thì cứ bình luận dưới ha. Mình không biết chở này gì nữa. Bồn nước hay gì đây? Quá bụi. Biết chạy máy gì nữa. Rồi phòng thi công nha. NB ở đâu đó, NB xuống Ninh Bình hả? Cái vàng ở trên cái gì quá trời. Chiếc đây tìm chiếc xà lan nữa nha. Rồi cái này chắc chở vào nó xi măng nhiều quá. Qua mặt nhau rồi ha. Cái nào của nó này. Chiếc này biết cỡ mấy ngàn tấn này không biết nữa. Cả ngàn không ta? Bạn nào biết cứ comment dưới nha. Rồi xong phòng thi công này ha. Rồi lái bằng giò luôn. Chẳng chết tiền. CT là Cần Thơ quá. Tiếng này giống máy Cummins hoặc là máy Mitsubishi nha các bạn. Rồi ở sau có treo có ba lan nè. Và mình thấy chữ TV chắc Trà Vinh quá. Rồi mình thấy chiếc ghe Tam Bản luôn ha. Thường là chở xi măng đó các bạn, với ba cái dôi ha, từ hướng từ Kiên Lương đi các tỉnh thấy các bạn. Wow, chiếc này chở cái gì đây? Bồn, nhóc bồn luôn nè. CT là Cần Thơ ha. Ở trên có làm cái chỗ mà lái trả cho tài công ha. Rồi anh hỏi người qua chiếc xà lan thì không chiếc nào giống chiếc nào, thiết kế cũng khác nhau giống ra biển của mình ha. Rồi hình ảnh trước mặt các bạn thì đây là chiếc ghe tăm bản nha. Chiếc này thì mới cát luôn các bạn. Tăm bản cái chai nha. Cái mũi có cái bồn. Còn bắt đầu nha. Anh thành công đang là thảnh thơi hát nè, còn thì đò nữa nha. Độ hiện tại thì mình đổ khoảng 7-8 tấm lý thôi các bạn. Wow, cái này nó cào trên sông nha các bạn. Cái cào này gì đây? Đây cái đập cào nè. Ha. Các bạn biết nào thì nói cho mình nghe nhé. Wow. Em nó đang chở cháu nha các bạn. Cháu về bao hòn nha các bạn, để mà cho nhà máy bột cá, cung cấp cho nhà máy bột cá. Một ghe là mấy chục triệu ha. Còn máy lái ngồi đó nữa. Hiện tại thì mình lấy một chiếc ghe cào nha. Chiếc này hạ cẩu nha các bạn, để đi qua cầu cho nó dễ ha. Rồi đang chạy nè, chạy máy cung min nha. Wow, mới lên nề xong cái gì đó ha. Được trí nha các bạn, ghe được trí, lái đôi nha. Chiếc này bạn nghe cũng cỡ 4m6 đổ lại nha. Bây giờ thì nhìn là trên 15 mét rồi ha. Đây công đang quay. Rồi mấy anh em ngư phủ đang làm đồ ăn nha. Thì mình thấy chiếc xà lan chuẩn bị chở đá nha các bạn. Nghiêng bên nè, cẩu đang móc đá ha. Rồi bị hư gì đây? Bị hư gì đây? Rồi thấy chiếc ghe bầu luôn nha. Đây cái này phải ghe bầu các bạn. Này là ghe tam bản nha, xin lỗi các bạn. Này đang nổi lình phình luôn, chưa chở gì hết ha. Chạy về hướng Kiên Lương nha. Chạy về hướng Kiên Lương. Mình cũng đã thấy một chiếc ghe đang chở xi măng nha, chuẩn bị chuyển qua cầu nha các bạn. Miếng nào để dưới. Xi măng. Xa xa kia cũng là một chiếc nha, nó chở 30 tấn nha. giờ chạy đi giao nha. Rồi mình cũng thấy chiếc đột trí 7. Chiếc này tàu đực nha mấy bạn, chiếc này tàu đực thấy không, hạ cẩu luôn rồi, tay đôi. Để máy Cummins 500 hay là G4 đây. Quẹo cua nha. An Giang, đây này ở An Giang nha các bạn.